chân hẹp tiêm, mái nhà đó ta không cho ai ở, những người thân yêu thuộc thành phần nghèo khó, cha mẹ hai bên cần giúp đỡ từ nữ. Ta làm lỡ bỏ mặc họ bên đường, họ sống chết ta không cần biết đến, tiền để ra tiền, dư thừa phương tiện, giỏi kiếm tiền nên coi rẻ thâm tình. Vợ hay chồng thua kém phải lặng thinh, mà ôm ấp những nỗi buồn cấm nín, nên ma quỷ thừa cơ vào điều khiển, xui khiến ta sống xa Chúa dần dần. Bằng việc làm gây tội lỗi bản thân, ta không biết nhưng mà Chúa biết, Chúa muốn ta hứa sao làm thiện. Mái nhà ta chẳng chứa những thâm tình, người trở về vứt bỏ những ưu phiền, để tận hưởng lúc an thì bình hạnh phúc. Đừng để mái nhà xưa thành địa ngục, người trở về phải lặng lẽ ra đi. Xin lòng thương lặng. Xin chào, cảm ơn bạn rất là nhiều, cũng là một cách đặc biệt là cháu mời đây tới cũng không có thể là phí cuộc đời. Thật sự đây là một trong những cái mà các cháu cần phải học nhiều.